Chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Bảo Yến, học sinh lớp 4A, trường tiểu học Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn bộ sách mà mình vô cùng yêu thích, Siêu Nhân Thoát Hiểm, do nhà xuất bản Văn học phát hành. Bộ sách Siêu Nhân Thoát Hiểm gồm 6 cuốn. Đừng hòng bắt nạt tớ. Tự vệ khi gặp nguy hiểm. Tuyệt chiêu thoát kẻ bắt cóc. Cảnh giác với người lạ. An toàn khi ở nhà một mình. Tự ứng phó khi cháy nổ. Mỗi cuốn sách gồm 24 trang, in trên khổ giấy 20,5 x 20,5 cm. Với những tình huống đời thường, cụ thể, lối viết ngắn gọn, tranh minh họa ngộ nghĩnh, mỗi cuốn sách sẽ trang bị cho các bạn những kỹ năng thoát hiểm để bảo vệ bản thân trong những sự cố bất ngờ. Các bạn thân mến, xã hội ngày càng phát triển, càng mang đến cho cuộc sống con người nhiều tiện ích, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường, nhất là đối với trẻ em. Vậy làm thế nào để đảm bảo an toàn cho trẻ em chúng mình trong những tình huống nguy hiểm? Đặc biệt, trong thời gian các bạn học sinh đang nghỉ hè và cùng chung tay với cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cuốn sách An toàn khi ở nhà một mình là câu chuyện về tình huống mà bé My ở nhà một mình khi bố mẹ đi công tác xa. Vì không yên tâm nên mẹ My đã dạy My trở thành siêu nhân hiểu biết. Đầu tiên, mẹ dạy My nhớ số điện thoại của cảnh sát, số điện thoại báo cháy và số điện thoại cứu thương. Ba số điện thoại này rất dễ nhớ. 113 là số của cảnh sát, 114 là số báo cháy, số cấp cứu là 115. Trong câu chuyện, mẹ cũng dặn My khi ở nhà một mình, không được nghịch dao kéo, không được đến gần bếp ga hay ổ điện, cũng không được mở cửa cho người lạ vào nhà. Cuốn Tự ứng phó khi cháy nổ kể câu chuyện trên đường tan làm về. Mẹ My gặp một đám cháy lớn, mẹ lo lắng lắm, vội vàng về nhà ngay vì My đang chỉ có một mình. Các bạn hãy cùng ôn lại bài học về an toàn khi cháy nổ nhé. Đầu tiên, các bạn phải nhớ được số điện thoại báo cháy là 114. Các chú lính cứu hỏa rất dũng cảm đấy. Vì thế, các bạn nhỏ của chúng ta cũng hãy như các chú trở thành siêu nhân dũng cảm nào. Nếu thấy nhà mình có dấu hiệu bị cháy, các siêu nhân hãy chạy thật nhanh ra khỏi nhà và kêu cứu thật to nhé. Nếu ở nhà chung cư, khi nghe thấy chuông báo cháy, phải chạy xuống tầng 1 hoặc lên sân thượng bằng cầu thang bộ. Để tránh bị ngạt khói, các bạn nhỏ hãy nằm ướt khăn, bịt kín miệng, cúi thật thấp rồi di chuyển ra phía ngoài. Nếu nửa bắp vào quần áo thì siêu nhân hãy nằm xuống nền đất và lăn trên nền đất. Trong cuốn Cảnh giác với người lạ, bé Mon thường hay mở cửa cho người lạ vào nhà. Thấy thế, chú Hòa rủ Mon chơi đóng kịch, gặp người lạ, bé Mon hào hứng lắm. Sau buổi chơi đóng kịch cùng chú, Mon hiểu ra rằng phải luôn giữ khoảng cách với người lạ, tối thiểu 5 bước chân. Khi người lạ tới gần, cho đồ ăn hoặc kẹo bánh thì không được phép nhận. Nếu như có người lạ đến nhà, nhận là họ hàng hay người quen của bố mẹ rồi bảo mở cửa thì phải gọi điện hỏi bố mẹ. Nhờ những bài học này mà bé Mon đã trở thành siêu nhân nhanh trí đấy. Cuốn Tuyệt chiêu thoát kẻ bắt cóc. Bé An rất thích ra ngoài chơi với các bạn, nhưng bố mẹ lại đang bận, không thể đi cùng An được. Lo lắng chuyện trẻ con bị bắt cóc nên mẹ đành để An ở nhà chơi một mình. Đúng lúc ấy, cậu ba tới chơi. Cậu ba đã cùng An chơi trò chơi rất thú vị mang tên Siêu Nhân Thoát Hiểm. Nhờ trò chơi thú vị này mà bé An đã nhớ rõ các nguyên tắc mà cậu ba dặn dò. Nguyên tắc thứ nhất, khi bị kẻ xấu tấn công, các bé phải hét thật to hoặc kêu người xung quanh giúp đỡ. Nguyên tắc thứ hai, nếu bị kẻ xấu bắt đi thì hãy tìm những điểm yếu như mắt, ít hầu, hạ bộ và tấn công vào đó. Nhân cơ hội kẻ xấu không đề phòng thì thoát ra khỏi hắn rồi chạy về nhà. Cuối cùng, hãy trở thành một siêu nhân thật cừ nhé. Siêu nhân này vừa phải biết bảo vệ mình, vừa phải chạy thật nhanh. Cuốn Tự vệ khi gặp nguy hiểm. Ngày nghỉ, có bố mẹ ở nhà chơi với bé.
Ngày hôm nay, cả nhà hãy cùng nhau chơi trò chơi bé tự vệ khi gặp nguy hiểm nhé. Mẹ đóng giả làm kẻ xấu đi nào. Nếu kẻ xấu đi xe máy bám theo con hãy chạy ngược lại về phía bố nhé. Kẻ xấu bắt con thì sao? Con hãy tưởng tượng bố là cột điện, là cái cây, con hãy bám chặt vào bố. Nếu kẻ xấu bắt con lên ô tô, mình hãy chơi trò luồn lách nhé. Con hãy luồn xuống ghế phía dưới, sau đó mở cửa chạy đi thật xa. Còn nhiều tình huống nguy hiểm khác như con bị nhốt trong một căn nhà hay bị kẻ xấu trói. Mỗi lần gặp hiểm nguy, con hãy là siêu nhân dũng cảm nhé. Dù bố mẹ không ở bên con, thì con cũng phải biết cách đánh trả lại người xấu. Đừng hòng bắt nạt tớ. Phương là cô bé ngoan, ngày nào đi học về, Phương cũng líu lo kể đủ thứ chuyện ở trường, ở lớp cho bố mẹ nghe. Nhưng hôm nay sao Phương buồn thế? Thì là cô bé biết được có hai bạn trong lớp định bắt nạt mình. Ngay lập tức, bố chỉ cho Phương cách đối phó với các bạn. Đầu tiên, nếu các bạn lớn hơn mình thì Phương phải tìm cách thoát thật nhanh, chạy đi thật xa. Còn nếu các bạn túm được thì phải tùy từng tình huống nhé. Điều quan trọng hơn là Phương phải trò chuyện với các bạn để giải tỏa những hiểu lầm. Có như thế thì tình bạn của chúng mình mới bền chặt được, đúng không nào? Với 6 chủ đề vô cùng thiết thực này, mình tin rằng nó sẽ là những bài học, những hành trang để giúp chúng mình hình thành được những kỹ năng tự vệ cho bản thân trong cuộc sống. Hãy tìm đọc bộ sách này nhé. Nó sẽ giúp các bạn được lớn lên, tự lập, an toàn và khỏe mạnh.